Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Million. Có lẽ video hôm nay là một video ngoại lệ anh em ạ. Còn như thế nào thì anh em xem mình nhé. Hello anh em, mới đây CRV đã gửi một thông tin vô cùng thú vị. Đó là lịch chiếu sớm của One Million Red sẽ được công chiếu vào ngày 18, 19 và ngày 20 tháng 11. Và sau khi đọc được thông tin này thì mình ngay lập tức đã làm video này gửi đến anh em. Theo đó thì mình sẽ có 6 vé tặng anh em xem One Million Red trong thời gian sắp tới. Và nó được xem như là một event nhỏ của kênh mình gửi đến tất cả anh em trong thời gian sắp tới. Cụ thể thì mình sẽ tặng 6 vé xem One Million Red cho tất cả anh em dự đoán đúng nội dung chính của chapter tiếp theo 1066 sắp tới. Và nội dung chính ở đây chính là nội dung chính của bản spoiler One Million chapter 1066 nha anh em. Sau khi mình up video này lên thì anh em sẽ dự đoán nội dung chính của chapter tiếp theo 1066 ở dưới video này. Thì mình sẽ xem 6 bạn dự đoán nhanh nhất, đúng nhất và gần sát với thông tin của chapter tiếp theo 1066 nhất thì mình sẽ chủ động liên hệ để gửi vé đến cho anh em đó. Thì mình cũng đã vào xem trong cái trang này anh em xem nhé, mình cũng đã vào xem trong cái trang One Big Film Desk, xem cái trang thì nó cũng đã có những cái địa điểm mà được chiếu One Big Film Desk, thì gồm có ngày 18 nè. Đó, 18 thì nó có nhiều cái địa điểm, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bình Dương, Đắk Lắk, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh và Kiên Giang nữa anh em ạ. Thì anh em có dự đoán đúng nội dung chính của chapter tiếp theo 1066 thì mình sẽ chủ động liên hệ lại ngay lập tức, mình sẽ comment phía dưới, mình sẽ thả tim và mình sẽ xin thông tin để mình sẽ thả tim và xin thông tin để anh em gửi thông tin cho mình để mình ship vé cho anh em nhé. Ví dụ như nếu anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mình cũng sẽ ship tới tận nơi cho anh em luôn. Còn nếu như mà ở các tỉnh đó, thì ok, mình sẽ nhờ chuyển phát nhanh gửi đến cho anh em. Có nghĩa là mình sẽ gửi trước tới ngày 18 cho anh em xem đúng ngày luôn. Ví dụ như khi mà vừa có thông tin của bản spoiler One Piece chapter 1066 thì mình sẽ chủ động liên hệ với những bạn trúng thưởng. Thì mình sẽ xin địa chỉ rồi đó mình sẽ gửi về. Ví dụ như mình sẽ mua vé sẵn luôn, mình sẽ thanh toán sẵn luôn các bạn. Sau đó là nó sẽ gửi một cái về cái mã QR ấy. Và lúc đó thì mình sẽ gửi cái mã QR cho các bạn luôn. Là các bạn chỉ cần check in tới đó xem thôi, không cần ship nữa. Đúng rồi, chỉ cần gửi mã QR thôi, không cần ship luôn nha anh em. Thì mình làm cái video này, mình làm cái event này. Thứ nhất là mình thật sự ra là nói tóm lại là tại vì đây là lần đầu tiên mình quay video nên nó cũng hơi không biết nói gì nên em thông cảm nhé. Ý của mình ở đây á là mình làm cái event này không phải là mình kiểu như là anh em không có tiền hay này nọ, nhưng mà thật sự là mình muốn làm một cái event vui trên kênh của mình để tương tác với anh em nhiều hơn. Với thứ hai nữa là One Piece Film Red là một phim rất là hay anh em ạ. Thì bạn mình ở bên Nhật á, bạn mình xem là bạn mình cũng spoiler cho mình nhưng mà mình không thích, mình xem cái mình xóa tin nhắn luôn, mình không cần đọc mình xóa luôn. Tại vì mình muốn xem một cách trọn vẹn anh em ạ. Thì nếu mà anh em cảm thấy hay thì anh em cứ nên đi xem trọn vẹn nhé. Chúng ta nên đi xem thì nó sẽ hay hơn là chúng ta xem spoiler đấy. Thứ hai nữa là mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em trong thời gian sắp tới, nói chung thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn của mình đến tất cả anh em trong thời gian vừa qua đã theo dõi và luôn ủng hộ kênh mình. Từ cái lúc mà kênh mình mới làm xong cái bị chết kênh xong bây giờ qua kênh mới lại thì tuy là nó lên rất là chậm nhưng mà nói chung thì tóm lại đây cũng không phải là công việc chính của mình, đây chỉ là công việc mình làm để đam mê thôi chứ cũng không có chính lắm, nên thì thôi thì anh em mình thì không có giỏi văn lắm anh em ạ. Mình có nói sao thì mình nói, mình nghĩ sao thì mình nói vậy thôi, nên thì đấy thì nói tóm lại nhá, là trong video hôm nay á là mình sẽ nói lên là mình sẽ tặng vé xem One Piece Film Red cho tất cả anh em. Theo đó thì anh em sẽ dự đoán đúng nội dung, 6 anh em, 6 người dự đoán đúng nhất và nhanh nhất nội dung chính của chapter. Theo đó thì 6 người dự đoán đúng nhất và nhanh nhất nội dung chính của chapter tiếp theo 1066 thì mình sẽ chủ động và thả tim, chủ động liên hệ lại người đó ngay lập tức để mình xin thông tin rồi mình sẽ gửi, mình sẽ mua vé ở địa điểm đó rồi mình sẽ gửi cái mã check in phim qua cho các bạn, mã QR qua cho các bạn, rồi các bạn chỉ việc tới đặt chiếu phim đó rồi các bạn chỉ cần đưa cái mã đó là tự động các bạn được xem phim nhé.
Thì nói chung thì mình cũng không biết nói gì. Thì nói chung á thì mình cũng không biết nói gì anh em ạ. Mình chỉ muốn làm một cái event nhỏ thôi là gửi đến anh em. Thật sự ra thì mình cũng muốn lâu lắm rồi, nhưng mà mình cũng tại vì bình thường mình cứ nghĩ là ngày 25 á nó sẽ mình cứ nghĩ là ngày 25 nó mới công chiếu tại Việt Nam mình. Mà ai ngờ ở CRV mới có thông báo là ngày 18, 19 và ngày 20 luôn. Thì mình cũng 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 ngay lập tức là mình cũng đã mua vé rồi. Và mình cũng đã ngự và mình cũng hỏi ý kiến một số người bạn là có nên làm event hay không, thì cũng thấy nhiều người cũng hưởng ứng. Thì nói chung thì mình cũng làm cho vui thôi anh em ạ. À, mình không thứ, với lại thêm mình cũng xin nói lại nhé, là mình cũng không nói, mình không phải ý nói anh em là không có tiền để anh em mua vé xem phim, nhưng mà mình muốn làm một cái event nhỏ nhỏ rồi đến anh em thôi nhé. Rồi thì mình cũng không biết nói gì, thôi thì kết thúc video tại đây nhé, cảm ơn anh em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.